Thưởng thức buffet hải sản ăn thả ga tại khách sạn 5 sao Pullman Sài Gòn Center với giá chỉ từ 1.300.000 đồng cho một người. Nhà hàng Food Connection nằm tại tầng 3 của khách sạn Pullman với không gian vô cùng rộng rãi. Tại đây sẽ phân ra nhiều khu vực khác nhau, phù hợp để các bạn có thể đi hẹn hò, đi gia đình, đi hội họp bạn bè hoặc là tổ chức các tiệc nhỏ cũng rất là ok la. Quay lái hải sản đa dạng với các loại từ tôm hùm, tôm sú, vàm xanh, bạch tuộc, cá vân vân, sẽ có rất nhiều lựa chọn cho các bạn. Các bạn có thể ăn hải sản lạnh hoặc là hải sản chế biến sẵn, hoặc là bạn có thể order tôm cua với các loại sốt đặc biệt của nhà hàng. Quay sushi ở đây cũng được trang trí rất là bắt mắt. Sashimi thì phải kể đến như cá hồi, cá trích, cá ngừ, bạch tuộc đỏ và còn có một số loại maki khác nữa. Quay lái nóng thì đa dạng với các món từ Á cho đến Âu và sẽ được bố trí trải đều ra các khu vực để cho các thực khách có thể dễ dàng lựa chọn. Rồi còn phải kể đến quay lái của các món nóng, quay bánh xèo, quay salad, quay cheese and crackers, và bắt mắt không kém đó chính là quay lái với các món hàu rất là ngon. Một điểm mà Lũ khá bất ngờ cho lần quay trở lại này đó chính là chất lượng của quầy tráng miệng, đa dạng với các loại bánh ngọt từ bánh nóng cho đến bánh lạnh, từ chè cho đến kem cho đến trái cây. Nói về độ đa dạng của các loại bánh thì Pullman vẫn giữ được phong độ, nhưng với lần quay trở lại này thì chất lượng của các món bánh phải nói là ngon hơn hẳn. Nhìn về tổng thể thì các món ăn tại nhà hàng sẽ được nêm nếm rất vừa vị với khẩu vị của người Việt Nam. Hải sản sẽ được chế biến đa dạng với các loại sốt, các món nóng như steak, cá chẻm nướng, bánh xèo cũng là một trong những món mà mọi người nên thử. Buffet hải sản tại đây sẽ được diễn ra từ thứ Sáu cho đến Chủ nhật, từ 18 giờ cho đến 22 giờ. Mức giá vé tại đây sẽ là 1.300.000 đồng cho một người lớn. Nếu như bạn muốn thưởng thức thêm vang trắng đỏ thì có thể thêm 350.000 đồng cho một người nha. Ngoài ra vào dịp Giáng sinh này, ngày 24 và 25 tháng 12, mức giá vé sẽ là 1.899.000 đồng cho một người lớn, và buffet đêm giao thừa ngày 31 tháng 12, mức giá vé sẽ là 1.999.000 đồng cho một người lớn. Và đây là nhà hàng Food Connection, địa chỉ Lu sẽ để tại đây để các bạn dễ dàng xem. Cảm ơn mọi người đã xem video.